hai liều như gì con Hana? Sắp sang Nhật thì mất tiêu da. Tiêu sợ tăng mặt giả. Sao mà sợ hả mọi người, mình có kiến thức peel da hẳn hoi mà lại không thèm peel nhẹ cơ, muốn peel nặng đô một tí cơ. Nên là dùng dầu peel của Exception đã có 4% retinol, 2% BHA. Như thế thì mới kịp để da nó mịn với căng đúng đợt đi Nhật được. Mẹ Hana nghe xong choáng, cứ bảo mình liều. Nhưng mà không ạ, nghe nồng độ nó hơi mạnh tí thôi. Chứ cái này nó không làm bong chóc hay là làm đỏ cái da của mình lên đâu. Chẳng qua là các bạn mụn nhiều thì không nên dùng, chứ còn da mà khỏe như mình thì dùng tất. 5 phút sau, bắt đầu mặt mình nó mới thấy hơi nóng nóng một tí. Và mình nghĩ là mọi người không nên để quá 5 phút đâu nhá. Xong rồi phải đắp ngay cái mặt nạ làm dịu da hoặc mặt nạ B5 vào. Đây, peel mà không hề đỏ một chút nào luôn nhá. Xong là chỉ thấy cái da mặt mình nó hơi khô thôi. Và để cho thêm phần công hiệu thì mình dùng thêm đúng một cái serum HA niacin cũng của Exception luôn. Cái serum đấy sẽ vừa cấp nước cho cái làn da mới peel và có cả niacinamide để làm đỡ mấy cái vết thâm này này, cho da mặt mình đúng là gọi là láng mịn luôn ấy. Và ngày đầu tiên sau peel ấy, mọi người sẽ thấy là mặt mình như nhẹ đi mấy cân ấy, bởi vì nó lấy hết các lớp da chết mà. Nếu da yếu thì dùng nước muối sinh lý lau qua, còn nếu mà da khỏe thì dùng sữa rửa mặt có các loại như kiểu là rau má là được. Đấy, trông cái da nó nhẹ nhàng hơn bao nhiêu, nó đỡ bì bì sần sần lên ấy. Và tầm hơn một tuần thì nó sau peel rồi mọi người. Trời ơi, trông khác không? Đây, kết quả này chính là lý do mà mình quyết tâm peel da trước khi đi Nhật đấy. Ai peel da mà bong thì mình không biết, nhưng riêng mình nhá, không chơi cái hệ peel da bong đâu ạ.